hộp chuyển hướng. Đây T2, T4, T6. Thì thường thường là T2 thì khoảng độ lân hạ trong cái phạm vi là nếu mà 4 năm cái T2, 4 hoặc 5 cái T2 này nó hạ tầm độ tấn rưỡi trở xuống. Còn như là nếu mà cái T4 này, nếu mà có trong tay vài cái T4 này thì mình có thể lân tầm 3 tấn trở xuống nha. Một cái T6 này thì nó có thể vào cái hệ thống lân 4 tấn. Nhưng mà tất nhiên là nó, cái T4 này, à, cái T6 này nó phải kèm với hai cái T4 này nhé, để lưng 4 tấn cho nó an toàn vì phân bổ lực ra mà trên một cái bảng nâng á.